Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Triều đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13 huyện thị xã thành phố trong tỉnh và 175 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Đây là đại hội điểm cấp huyện của toàn tỉnh. Bằng những nỗ lực trong hoạt động, nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp thị xã Đông Triều luôn chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua cuộc vận động, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động đã có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, có sức lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường và mở rộng mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, giữa Đảng với nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thị xã trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở sẽ nâng cao tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và các phong trào thi đua, đảm bảo vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Một số mục tiêu cụ thể được đại hội xác định như phấn đấu vận động tập hợp từ 80 đến 85% người dân tham gia vào hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội, phối hợp giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia xuống dưới 0,2%, 98% hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa đầu năm, tỷ lệ hộ đạt bình xét cuối năm đạt 96% trở lên. Hàng năm có 90% trở lên ban công tác mặt trận hoạt động khá, tốt, 95% Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc, không có yếu kém, Mặt trận Tổ quốc thị xã đạt vững mạnh hàng năm. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc thị xã Đông Triều và các tổ chức thành viên. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2019-2024 cần tập trung vào các mục tiêu, tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận các cấp hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu khắc phục khó khăn vượt qua thách thức, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, gắn liền với phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng củng cố tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đô thị văn minh, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong thị xã phấn đấu đến trước năm 2020, thị xã Đông Triều có đủ tiêu chí đô thị loại 3 và trở thành thành phố trước năm 2025. Cùng với đó, phải thực hiện tốt các chương trình đề ra trong nhiệm kỳ tới, đó là tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều đã tặng đại hội bức chướng với nội dung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Triều đoàn kết dân chủ đổi mới, phát triển xây dựng thị xã Đông Triều giàu đẹp văn minh. Đại hội cũng đã tổ chức hiệp thương dân chủ cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Triều lần thứ 24, nhiệm kỳ 2019-2024 với 58 thành viên, đồng thời hiệp thương dân chủ cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024 với 20 thành viên chính thức, 2 thành viên dự khuyết.